Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vừa khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh con trai 7 tuổi của mình lên mạng xã hội. Quý tử sở hữu nhan sắc thừa hưởng từ bố mẹ, netizen liền réo tên vợ cũ Angela Baby. Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý chia sẻ hình ảnh tình cảm bên con trai Tiểu Hải Miên lên trang cá nhân. Để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho con, nam diễn viên khéo léo dùng icon và canh góc chụp che mặt quý tử. Tuy nhiên, qua loạt ảnh cũng có thể thấy bé Tiểu Hải Miên có ngoại hình cao lớn. Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ với chiều cao vượt trội của bé Tiểu Hải Miên. Mới lên 7 tuổi nhưng quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đã đứng gần tới ngực bố. Anh không tiết lộ gương mặt của quý tử để đảm bảo sự riêng tư cho con. Con trai Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 2017. Truyền thông Trung Quốc cho biết quý tử nhà hai ngôi sao nổi tiếng showbiz có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hoạt bát và lém lỉnh. Những năm qua, Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đều không tiết lộ ngoại hình của con trai. Khi đưa con ra ngoài, họ đều cho Tiểu Hải Miên đeo khẩu trang che kín mặt. Hình ảnh con trai đăng lên mạng xã hội cũng được hai ngôi sao che mặt kỹ càng hoặc chụp từ phía sau lưng. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh đăng tải hình ảnh chụp cùng quý tử, vợ cũ Angela Baby cũng nhanh chóng bị cộng đồng mạng réo tên. Theo đó, netizen đều dành nhiều lời khen về lối suy nghĩ văn minh giữa hai người khi luôn tạo điều kiện cho con gần gũi cả bố mẹ. Chưa hết, Angela Baby còn được khen là khéo đẻ khi sinh ra một quý tử có vẻ ngoài quá đỗi điển trai dù chỉ mới 7 tuổi. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tổ chức đám cưới hoành tráng vào năm 2015 trước sự chứng kiến của đồng nghiệp, giới truyền thông. Một năm sau, họ đón con trai đầu lòng. Trong 7 năm chung sống, Huỳnh Hiểu Minh luôn tỏ ra yêu chiều, xem Angela Baby như công chúa. Cuộc hôn nhân của họ khiến sự nghiệp của cả hai đều phát triển thuận lợi. Từ năm 2018, họ bắt đầu đối mặt với tin đồn rạn nứt. Nhưng phải tới đầu năm 2022, họ mới chính thức xác nhận ly hôn. Cuộc hôn nhân của hai ngôi sao kết thúc trong hòa bình với một bản thỏa thuận gồm 3 điều khoản. Sau khi họ đường ai nấy đi, bé Tiểu Hải Miên được giao cho nhà nội nuôi dưỡng. Nguyên nhân là Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều có lịch trình cá nhân quá bận rộn, không có đủ thời gian để chăm con. Mặc dù ly hôn nhưng hai nghệ sĩ vẫn duy trì mối quan hệ người thân để cùng nhau nuôi dưỡng con trai. Angela Baby có thể thoải mái đón con về nhà chăm sóc, đưa bé đi chơi mà không bị Huỳnh Hiểu Minh hay nhà chồng cũ ngăn cấm. Kết thúc cuộc hôn nhân với người đẹp, cô Phương bất tử thưởng, Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu công việc. Cũng giống chồng cũ, sau thông báo ly hôn, Angela Baby dồn sức cho công việc, gần gũi với con trai và nhiều lần khẳng định độc thân là điều cô hài lòng nhất trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết cô đang có bạn trai mới của nữ diễn viên là một người làm việc ngoài làng giải trí và khá giàu có. Theo nguồn tin này, người này xuất hiện bên Angela Baby trong một sự kiện tụ tập bạn bè nhưng họ không đi cùng nhau để tránh sự tò mò.